việc ở Long An. Trước đây thì mình không nghĩ là trong khu Waterboy Nam Long là sẽ có cái căn hộ e-home. Mình nghĩ nó chỉ là khu biệt thự và các dịch vụ cao cấp thôi. Nhưng mà khi mà mình tham quan với bạn ở khu này rồi thì thấy được những cái tiện ích đó và thấy được họ có thêm những cái về e-home. Thì căn hộ e-home nữa nên mình quyết tâm chọn. Nói chung là quê mình thì cũng gần ở đây. Rồi mình thấy bán đợt một mình cũng có theo dõi, nhưng mà mình cũng lưỡng lự. Tuy nhiên là sau khi mà mình theo dõi thì mình thấy thứ nhất là vừa túi tiền. So với đi làm công nhân viên thì bây giờ so với túi tiền mà trên 1 tỷ mà có thể mua được một cái căn hộ, mà điều quan trọng là tiện ích xung quanh, được mình được hưởng được những cái tiện ích xung quanh như hồ bơi, bến sông, rồi công viên, rồi như thế này kia, mảng xanh ở đây thì mình thấy rất là tốt. Cho nên là mình bàn với ông xã là thôi thì chọn ở đây, và cũng gần quê mình nữa, mình tiện về quê thăm mẹ mình. Vì mình xuống đây thì mình thấy cái không gian ở đây khá là mát mẻ, thoải mái và có nhiều cái tiện ích cho mình ở. Thì thật sự ra thì mình ở thành phố thì nó rất là nhiều những cái tiện những xung quanh thì nhà hàng, siêu thị, mọi thứ. Nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn muốn là sau này mình có con thì mình vẫn muốn có một cái nơi để mà con mình có thể là giống như về quê vậy, nhưng mà lại gần thành phố là tiện lợi hơn. Với lại cái điều nữa là mình thấy là nó phù hợp với cái tiền, giống như vợ chồng mình là mới đi làm thì cái mức tiền mà đưa ra thì mình thấy là trong một vài năm thì mình cũng có thể là sở hữu được trong tầm tay của mình.